Em chào cả nhà đã quay lại kênh Bất Sản Việt ngày nay Là nói đầu tiên xin kính chúc quý cô chú và anh chị trong qua bài nước Thứ nhất là được nhiều sức khỏe nha Cái được bình an bên gia đình và người thân Bên em nhận nhà và đất là chính chủ nên giá cả và giấy tờ pháp lý rõ ràng Nên anh chị và cô chú mình không yên tâm hôm nay em gửi đến anh chị một căn nhà hiện tại là chủ đang ở luôn anh chị nha hiện tại thì gia cảnh đang khó khăn đang hạ giá anh chị ha lúc trước thì chủ đã gửi cho em rồi giờ chủ hạ quá rẻ rồi anh chị đã, em quay lại em xin phép quay lại để cho anh chị mình tham quan và coi lại căn nhà này anh chị nha với diện tích đó anh chị là ngang 16 m chiều sâu anh chị là 17 m nha căn nhà mình ở hậu với anh chị à, rất là đẹp còn đặc biệt ở đây đó là căn nhà mình có 100 mét vuông thổ cư nha anh chị. Vị trí đây là ấp Bình Phú, Hà xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Trước cái màn hình mình anh chị, mình di chuyển thẳng đường này nè, là khoảng một đoạn thôi là ra đường tỉnh lộ 86 anh chị là 1 km là tới anh chị nha. Đường trước đất ở đây là đây đường đây em đang quay là đường xe ô tô, xe tải anh chị nha cũng trên đường này anh chị di chuyển về thành phố mỹ tho anh chị thì mình di chuyển lên đây chỉ có là 13 cây số anh chị rất là gần nha anh chị còn nếu mà anh chị ở xa như ở thành phố hồ chí minh á thì mình di chuyển về tới căn nhà của mình anh chị là cây số nha anh nói những thông tin gần đây để cho anh chị biết được cái đường xá mình vô cái căn nhà mình nha còn nếu mà chợ anh chị thì chợ gần nhất ở đây thì có chợ đông hòa nằm ở đường tỉnh lộ 86 anh chị chỉ có là 2 km thôi ở đó thì có rất là nhiều tiện ích anh chị như là thế giới động nè ngân hàng nè trường học nè và rất là nhiều tiện ích khác nha đây anh chị thấy không nay em quay anh chị thấy không hàng xóm đây rất là đông đúc anh chị dân cư rất là đông nha ở khu vực này anh chị thì có đèn đường à, điện nước cáp wifi đầy đủ hết anh chị nha đó, thì dân đây rất thân thiện nữa còn nếu mà anh chị đi thẳng đường này anh chị thì di chuyển khoảng là một cây gửi số nữa sẽ đụng tới đường nhựa anh chị nha Còn nếu mà chạy khoảng 500m đó, Sẽ đụng tới đường đan 4m đó, Liên thông rất là nhiều xã anh chị nha Cái hướng căn nhà mình đó anh chị Là hướng tránh à, đông nha anh chị Anh chị nào mà hợp không thủy Hướng này đó Đây là về ở là khá là tuyệt vời ha cái Khu này là rất là an ninh Mà nhà cửa rất là đông nha anh chị Từ chỗ đường đan là 3m anh chị Em sẽ di chuyển vô đường đan nhỏ này nè là chỉ có là 20 mét thôi là tới vị trí căn nhà của gia chủ cần bán nha anh chị nha cái đường này á, anh chị là đường thông nha anh chị đó, đường công cộng nha đó, tại vì ta đổ đan chỉ có nửa mét thôi đó, hơn nửa mét xíu thôi nhưng mà cái lề đó là đường này là đường xe máy là một mét rưỡi nha anh chị nha đó, em nói rất là cụ thể để anh chị nắm ha Rồi, em xin mời anh chị ha mình di chuyển vô à, căn nhà mình tham quan nha anh chị nha còn cái lô đất đầu tiên là anh chị cái vườn chuối này anh chị thấy không? à, cái vườn chuối này anh chị là đất của người anh còn căn nhà ở bên trong đó là người em đó thì gia chủ này thì hai chồng này trẻ anh chị nó cũng mượn bự đồ này đắp đồ kia anh chị thì giờ thiếu hụt nhiều quá giờ hai chồng mà lo ba đứa con không chịu nổi nữa thì nên giờ bán gấp và hạ giá gấp luôn giá chỉ còn là 900 triệu anh chị nha đó, là nguyên căn nhà mình luôn chị, nhà đang ở nhà tường, nhà rất là rộng nha anh chị. Đây là hiện tại là cái sổ này là sổ đỏ nha anh chị, là sổ tổng nha. Đó, người ta đã cắt ra cho đường em rồi, nhưng mà em chưa chụp được cái sổ à, căn nhà, mà em chụp cái sổ tổng. Em chút, nữa, em sẽ đưa lên cho anh chị xem cái sổ hồng à, cho anh chị xem ha. rồi từ cái tủ bên tay phải nè anh chị ha cao 2 mét nó chạy qua bên trái, trái là 16 mét anh chị chiều sâu là 17 mét căn nhà mình phía sau nở hậu ra xíu nha anh chị nha à, nhà mình nở hậu là rất đẹp nha anh chị cũng căn nhà cũng diện tích vừa phải rộng rãi chiều sâu cũng vừa phải thôi anh chị ha đó, nhà để ở cũng rất là ấm cúng anh chị nha thấy anh chị không là cái sân khá là rộng rãi nha anh chị cái nhà xây rất là kiên cố anh chị nha giá chỉ có là 900 triệu anh chị nha à, lúc trước thì chủ kêu cao giá này anh chị nhưng mà giờ chủ kẹt tiền quá đã liên hệ bên em à, hạ giá chỉ còn có 900 triệu thôi à, em cũng xin phép quay lại để cho anh chị mình biết được cái căn nhà này hạ giá và cái giá này cũng rất là mềm để cho anh chị để mua để mình ở còn bên tay trái là chị thấy không còn một lô đất là chị thấy không à, xây nhà đọc có hết 16m đâu chị tới cái tụ bên tay trái cao khoảng một mét rưỡi anh chị từ bê tông nè đó đây mình còn một lô nữa anh chị nè, thấy không đó mình cắt mua cái căn nhà này anh chị còn một lô này ví dụ mình để về cho con cái mình ở đó cũng rất là dễ anh chị ha cái bên tay trái mình anh chị ha cách cũng khoảng là 5 mét đó chị có cái mã cái mã này là cái nhà kế bên anh chị nha đó trước cửa cái sân của ta anh chị thấy không không phải là đất của mình nha anh chị nha nói cụ thể chính xác để anh chị, anh chị nắm ha đó, em cũng quay hàng sớm để cho anh chị biết được cái À, căn nhà của mình đó, đường á, trước căn nhà mình là đường xe máy à, đường công cộng nha anh chị ha thay để quay vòng vòng cho anh chị xem hàng xóm luôn anh chị không? nhà cửa rất là đông nha anh chị đó, cái đường nãy em đi bộ vô chỗ đường đan 3 mét anh chị chỉ có 20 chục mét thôi Nó rất là gần nha anh chị nha cái thềm nhà anh chị thấy không gia chủ thiết kế cuốn nền rất là cao chứ không có thấp nha anh chị tại cái đường này mốt còn nhà nước mở nên người ta cuốn nền rất là cao nếu mà anh chị di chuyển về quốc lộ 1A anh chị thì từ căn nhà mình á di chuyển ra đó chỉ có là ba cây số là tới quốc lộ a anh chị ha còn cách chợ tiện ích rồi đó thì di chuyển chỉ có là hai cây số thôi đó là tới mình đi chợ cũng rất là tiện anh chị ha còn con cái mình đi học ở đây thì có trường mầm non nè trường tiểu học nè trường trung học nữa anh chị còn nếu mà trường cấp chị thì xa hơn nó nằm ở chợ đầu mối trái cây vĩnh kim đó mình di chuyển rồi đó chỉ có là 4 km thôi là tới chợ đầu mối trái cây vĩnh kim anh chị ha em nói tiện ích xung quanh ở đây đường xá để cho anh chị biết được cái căn nhà này mình về đây mình mua mình ở anh chị ha còn một lô bên trái anh chị thấy không còn đất trống thì để lại cho con cái mình có không thích ở sài gòn nhộn nhịp nữa thì về đây mình cắt cái nhà kế bên đó thì gia đình mình ở ấm cúng ha căn nhà mình nó chỉ được hai phòng ngủ chị nha là một nhà vệ sinh một phòng khách và cái một không gian bếp khá là rộng rãi nha chị nha phía sau mình nó thì còn khoảng trống khoảng một mét rưỡi chị ha à, đến 2 mét đó là các, nhà là không có hết đất nha chị nha phía sau thì có hàng rào căn nhà mình đi có 100 trăm mét thổ cư nha chị anh chị và cô chú cũng đừng quên à like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký dung hình để tương tác với em để nhận được video mới nhất tìm đất nền, đất công, đất vườn hay là nhà ở để cho anh chị đầu tư hay gì đây mình nghỉ dưỡng và nhiều mục đích khác ha. À, chân thành cảm ơn quý từ rất nhiều nha. Anh chị thấy không? Đây là không gian bếp nè. Rất là rộng rãi anh chị ha. Có đầy đủ hết chị ha. Nhà đầy nhạc cấp 4 rồi anh chị nha. Nhưng mà gia chủ cũng đóng à, mua đồ đầy đủ, đồ đạc trong nhà có tủ để chén bát nè đó tủ bằng nhôm cũng rất là gọn rất là sạch sẽ ha đây, có à, máy giặt rồi tủ lạnh đầy đủ hết còn đây là nhà vệ sinh anh chị nha đây có một bức tranh khá đẹp anh chị thì quay lên cho anh chị xem bức tranh này bức tranh thiêu bằng giải anh chị hai con công công rất là đẹp ha ở cái bếp này có cái cửa sổ đó anh chị thì mình mở cửa ra để không gian thoáng mát để mình nấu nước anh chị nó khói bụi nó không vô ha còn bên ta phải đây có một cái không gian nhỏ để nấu củi anh chị đây đây phía sau quay rất là kỹ để cho anh chị nắm luôn ha còn phía sau đuôi nhà mình là còn khoảng một mét rưỡi hai mét anh chị nha đây đó em không có ra ngoài giờ em quay lên trước lại cho cái không gian trước cho anh chị thấy toàn bộ cái cảnh trước nha nếu mà anh chị ở thành phố mỹ tho anh chị đừng di chuyển đây là 13 ba cây số anh chị còn nếu anh chị cô chú nào ở sài gòn á xa thì em di chuyển gì đây là đi xe ô tô chị đi cao tốc á là khoảng là một tiếng 30 phút nha đây để em đưa lên cái la bàn phong thủy một lần nữa cho chính xác cái hướng để anh chị mà coi phong thủy á, về đây mình ở nha là cái hướng này em chụp lại là hướng chánh đông nha anh chị còn đây là cái định vị chỗ vị trí căn nhà đó em chụp gửi đến anh chị ha còn đây là cái sổ à, tổng của à, gia chủ đó, hiện tại thì đã cắt cái đứa em rồi em chưa chụp được cái sổ riêng nhưng mà cái này là sổ tổng của gia đình là sổ đỏ anh chị nha vị trí ở đây là ở ấp Bình Phú à, xã Bình Trưng huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang hiện tại căn nhà mình thì có 100 mét vuông thổ cư còn diện tích còn lại là đất cây lâu năm nha anh chị gia chủ ký gãi giá bán chỉ có là 900 triệu thôi à, giá này là giá cũng rất là mềm để cho cô chú anh chị mua để về đây mình ở ha với diện tích đó anh chị là ngang mặt tiền đường công cộng là 16m chiều sâu là 17m căn nhà mình đó anh chị à, nở hậu ra xíu nha anh chị à, rất là đẹp nha anh chị nha đây là cái bản tích lục em đưa lên rất là cụ thể để cho anh chị nắm toàn diện cái căn nhà và sổ sách luôn ha đây cái sân nè để em di, xin phép anh chị em di chuyển lên cái à, sân cho anh chị mình tham quan ha đây rất là rộng anh chị ha bên trái nhà cũ, gia chủ cũng làm cái máy tiền chế rất là cao chị rất là mát nha tại vì em đang quay buổi chiều của chị tài nắng ngược vô cái cái nhà còn ở trước thì không có là máy tiền chế có bên tay, tay trái của mình này đang làm tiền chế rồi chị nha đây chị không rất là rộng rãi như vậy rất là thoáng anh chị nha à, bác sản đức việt cũng nhận ký gửi mua bán nhà đất anh chị và cô chú nào có nhu cầu bán đất nền đất công hay là đất vườn nhà ở gì đó thì cứ liên hệ bên em số điện thoại dưới hình nha em sẽ ký gửi à, phản nhanh dùm cho cô chú và anh chị ha còn bên em cũng có bộ phận à, sang lắp một bằng mà à, xây hàng rào nè và xây nhà ở à, anh chị và cô chú nào có nhu cầu á, thì cứ liên hệ bên em à, bên em lấy giá rẻ và để cho anh chị mình làm ha cái để em kết thúc video à, quý tư và anh chị nào quan tâm cái căn nhà à, ở xã Bình Trưng huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ với em số điện thoại Dương hình nha em sẽ đón anh chị và dẫn coi trực tiếp cái căn nhà này luôn Đào và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị giá chỉ còn là 900 triệu giá rất mềm nha anh chị ha Rồi, bác sản được xin chào và hẹp lại ở phần video tiếp theo